nhiều những sản phẩm 450C, hàng đẹp đến mướt mát các bác nhá. Đấy, các bác cùng xem những chiếc bát này. Đấy, các bác thật kỹ nhá, các bác nhìn kỹ nhá. Đảm bảo độ zin độ xịn, hàng chất lượng. Các bác cùng xem. Đây là chiếc âm ly theo yêu cầu của khách. Đấy, âm ly 23-35 mã, rất là nhiều đời. Em chuyển cực nhiều trong ngày hôm qua, đã nhận rất nhiều đơn của các bác. Cực nhiều luôn. Có những bác mua 2 chiếc âm ly 35 mã một lúc, 2 bộ mic. Đấy. Anh em đang tập trung rất nhiều các sản phẩm. À em ấy, bác đóng thường ốp vào bộ của loa Mỹ này. Một bộ nhé. Đấy, còn những bộ kia đóng xốp hết, gửi bưu điện. Và rất nhiều anh em đang tập trung tổng công lực để đóng nhá, để đóng các bộ sản phẩm đi các tỉnh thành, từ Bắc Trung Nam, từ Cần Thơ Cà Mau, cho đến các tỉnh địa đầu tổ quốc. Đâu em cũng chuyển hàng các bạn, đâu cũng chuyển ra cả ngoài hải đảo các bạn. Đấy, các bác cứ alo chốt. Đấy, là em sẽ chuyển hàng. Các bác hôm qua đến từ Hải Dương, các bác từ nước ngoài về đến thẳng với em. Các bác từ bên nước ngoài rồi các bác vẫn đến với Ngọc Quang rất là đông, đặc biệt các bác Hải Dương, Hải Phòng, rồi thì miền Nam xa xôi như vậy, nhưng các bác vẫn ngồi tại nhà, các bác alo chốt là bên em chuyển hàng các bác. Cực nhiều các sản phẩm. Đấy, bên ngoài cũng đã tranh thủ nhá, tranh thủ những buổi sáng sau chiều lại tiếp tục những đơn hàng đi mọi miền tổ quốc trả đơn các bác. Vâng, cực nhiều. À bác ơi, nhặt căng đẹp. Vâng, rất nhiều các sản phẩm như mic Bayer, mic Zilaka. Đấy, anh em đang nhặt, xếp, ghép thử. Đấy, chọn lọc những sản phẩm chất lượng và test thử rất là kỹ càng các bạn nhá. Đấy, bên em dồn tổng lực nhưng cũng vẫn chưa hết, bên ngoài kia vẫn còn mấy anh em đang vệ sinh ngoài kia nữa. Đấy nha các bác nhá. Và các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em nhá. Bên em cực kỳ là nhiều các sản phẩm chất lượng cao, từ hàng bình dân rẻ tiền đến hàng cao cấp, nhưng mà bên em chuyên là hàng xịn chứ em không thiên về hàng lông côm. Những cặp loa bông Mỹ, em test lốt 2 cặp loa này nữa để chuyển cho các bác. Hôm vừa rồi về tạm ứng với các bác là 2 kiện, thì trong đó là 8, bóc ra là 8 cặp, thì đến giờ này là còn 2 cặp nữa thôi. Còn ở kho hàng em thì cực kỳ là nhiều, các bác yên tâm. Các bác có nhu cầu về 301C3, em vẫn có sẵn đây, 301C3 nhé, vẫn có sẵn liên tục lên đường. Nói là hàng không kịp cả lau, không kịp lau bụi. Đấy, nhiều bác bảo là thôi Ngọc Quang vất vả đấy, chỉ cần kiểm tra cho tôi đẹp chuẩn về tôi lau. Đấy, về tôi tự tôi lau để thể hiện là đúng nguyên bãi. Nhưng mà thường là các bác yêu cầu em lau, nhưng có một số bác bảo thôi Ngọc Quang để tôi lau cho. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều. Những sản phẩm nguyên bụi, nguyên chất mãi và
những sản phẩm đã được vệ sinh. Quan trọng nhất là được kiểm tra kỹ lưỡng, hàng sẽ lên đường. Cảm ơn các bác trên mọi miền Tổ quốc. Và bây giờ đang là 8:23 ngày 28 tháng 11 các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều.